Ok, xin chào các anh chị, và ngày hôm nay thì Belo sẽ đập hộp cho anh chị một phiên bản gọng kính mạ vàng rất là tuyệt vời của Sinohet. Và đây sẽ là một phiên bản gọng kính bán rất là chạy tại Belo Leheto. Gần như tất cả các anh khi mà chúng ta đang tìm kiếm cho mình một cái thương hiệu, một cái gọng kính cao cấp, thì khi mà Belo show cái phiên bản này ra để cho chúng ta đeo thử thì gần như là chúng ta sẽ không còn gì để phàn nàn nữa. Và trong video clip trước thì Belo cũng đã đập hộp cho anh chị xem cái phiên bản gọng kính Sinohet với một màu mạ màu vàng trắng rất là đẹp như thế này rồi. Thì tiếp tục chúng ta sẽ có một cái phiên bản mạ màu vàng gold rất đẹp và cực kỳ cao cấp khi chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp phiên bản 5537 trên IC với phối màu 7521, mắt 55/19, dòng Venture của Sinohet, thương hiệu số 1 về gọng kính siêu nhẹ, nhẹ nhất vũ trụ trên thị trường hiện nay. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở ra. Ở những cái phiên bản gọng kính mạ vàng thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản hộp rất là đẹp như này và rất là cao cấp và rất là sang trọng. Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể sử dụng những cái phiên bản gọng kính mạ vàng Sinohet này để chúng ta có thể đi biếu tặng rất là phù hợp và rất là tuyệt vời. Chúng ta khi mà chúng ta đã đeo quen cái thương hiệu gọng kính Sinohet thì gần như là chúng ta sẽ không muốn đeo bất kể cái thương hiệu gì nữa. Tại vì nó, thứ nhất là nó vừa cao cấp này, nó sử dụng những cái vật liệu rất là tinh khiết như là titanium hay là mạ vàng, vàng gold, và chúng ta sẽ được mạ vàng 23 carat. Vô cùng là tuyệt vời. Ở đây là những cái phụ kiện đi kèm khi mà các anh chị mua sắm những sản phẩm Sinohet tại Belo. Chúng ta sẽ có một quyển sách về Iconic Eyewear Made in Austria. Rất là tuyệt vời. Anh chị đã biết thì Sinohet là một thương hiệu gọng kính số 1 thế giới và nó được sản xuất hoàn toàn tại Áo, và đây là một cái công ty gia đình có thể nói là rất rất nổi tiếng tại châu Âu. Và gần như thì tất cả những nguyên thủ quốc gia hay là những giới doanh nhân tại Hà Nội, tại Việt Nam cũng đều sử dụng những gọng kính Sinohet này, bên cạnh những cái thương hiệu rất là nổi tiếng như là Cartier hay là Bentley. Và Belo cũng đã phục vụ rất là nhiều các anh thương gia rất là nổi tiếng như là doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu, hay là cả anh Trần Đình Long của tập đoàn Hòa Phát thì cũng đều đang sử dụng những cái gọng kính Sinohet từ Belo Leheto. Chúng ta đã có những cái khăn lau kính này rất là đẹp của Sinohet này, và ở đây chúng ta sẽ có một cái chứng nhận kính sản xuất bằng tay handcraft in Austria và được mạ vàng 23 carat rất là tuyệt vời. Đây là một cái chứng nhận rất là đơn giản từ phía Sinohet, và các anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà mua Sinohet tại Belo. Và các anh chị sẽ thấy ở trên web sinohet.com thì sẽ có địa chỉ của Belo, tại trên đó là Belo là đối tác chính thức của Sinohet tại thị trường Việt Nam. Rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có phiên bản gọng kính mạ vàng. Ở đây là chúng ta sẽ đi kèm với một chiếc hộp da màu nâu rất đẹp, và chắc chắn rồi với cái màu này thì chúng ta sẽ có được một cái độ giữ màu như là độ sạch sẽ rất là tuyệt vời trong quá trình sử dụng. Và các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng cái hộp này để chúng ta để trong túi sách hoặc là ba lô hay là vali của chúng ta trong khi chúng ta làm việc. Nó rất là gọn nhẹ và rất là đẹp như thế này. Các anh chị sẽ thấy là những cái hộp nó rất là cao cấp với những cái đường chỉ may rất là sắc sảo, rất đẹp như thế này. Và xin chào anh chị với phiên bản gọng kính mạ vàng 23 carat tuyệt đẹp của Sinohet, và đây là một trong những cái phiên bản mới nhất của Sinohet trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ có một phiên bản gọng với mã hiệu là 5537, dáng mắt là 7521. Thì các anh chị sẽ thấy là so với cả cái dáng mắt của cái phiên bản kính ngầu gọng bạc thì ở cái phiên bản dáng mắt của gọng vàng này, cái mắt mẫu này của Sinohet thì chúng ta sẽ được làm mắt nó vuông hơn một chút so với cả phần gọng mạ bạc. Và các anh chị cũng yên tâm là với những cái gọng kính không vành của Sinohet như thế này thì chúng ta sẽ có một cái độ tùy biến mắt rất là lớn. Các anh chị sẽ thỏa sức lựa chọn trong những cái bảng mắt, cái shape của mắt có sẵn tại Belo Leheto. Các anh chị yêu thích cái kiểu dáng mắt kính nào thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lắp được vào những cái gọng khoan như thế này. Chúng ta sẽ tùy biến thoải mái về độ mắt kính. Và các anh chị cũng thấy là ở trên cái phần mắt kính này thì Sinohet họ cũng có những cái ký hiệu mũi tên xuống, mũi tên lên như thế này. Ví dụ mắt kính này nó là 55 và chiều cao này thì hoàn toàn chúng ta có thể tùy biến. Ví dụ là anh chị muốn mắt to hơn một chút, chúng ta có thể cộng vào 2mm hoặc là 1mm, cộng vào trên dưới 1mm đều được. Và anh chị muốn nhỏ lại một chút thì chúng ta cũng có thể rút gọn đi được. Rất là thoải mái tùy biến với gọng kính không vành của Sinohet này. Và anh chị sẽ thấy ở đây chất lượng hoàn thiện của Sinohet có thể nói là tuyệt vời.
Những chiếc gọng kính của Sinoet thì nó đặc trưng là nó rất là đơn giản, nó không quá màu mè, tuy nhiên thì cái nét nào nó sẽ ra nét đấy. Và các anh chị sẽ thấy là Sinoet là một thương hiệu gọng kính, họ chỉ sử dụng những cái vật liệu cao cấp như là titanium, và họ sẽ mạ cái lớp vàng 23 carat lên cái lõi bằng titanium. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái độ bền màu của lớp mạ một cách vô cùng là tuyệt vời. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có một cái gọng kính nó siêu nhẹ, cực kỳ nhẹ và rất là thoải mái khi chúng ta đeo. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là một số những cái thông tin được nhà sản xuất khắc trên càng trái của gọng kính như thế này. Chúng ta sẽ có 23 carat gold plated, viết tắt là GP, và chúng ta sẽ thấy 23KT ở đây. Chúng ta sẽ có frame made in Austria, tức là cái gọng kính này được sản xuất tại Áo, và 100% các sản phẩm kính Sinoet thì chỉ được sản xuất tại Áo mà thôi. Sinoet này, thương hiệu Sinoet đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Và ở phía bên phần càng phải thì chúng ta sẽ có số hiệu model của phiên bản gọng kính này, nó là 5537, và kiểu dáng mắt kính là 7521, với kích thước là 55 cho chiều dài và 19 cho cái phần độ dài cầu, và càng kính của chúng ta sẽ là 150. Và khi mà các anh chị mua những sản phẩm Sinoet chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam tại Belo Lê Hế Tổ thì các anh chị sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện như thế này. Đi kèm với đó thì khi mà các anh chị lắp mắt tại Belo thì chúng ta sẽ thỏa sức tùy biến cái mắt mà chúng ta thích. Chúng ta thích những cái dáng nó vuông nhưng mà nó bo tròn và nó lớn như thế này thì cũng ok. Và nếu mà chúng ta muốn lắp những cái mắt mà nó vuông thành sắc cạnh như cái phiên bản này thì cũng đều được. Và chúng ta có thể chọn những cái phối màu rất là khác nhau tại Belo Lê Hế Tổ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mạ vàng trắng này với điểm carbon màu vàng câu này. Và ở đây chúng ta sẽ có mạ vàng câu và điểm carbon màu đen. Thì tùy theo sở thích của anh chị thì chúng ta có thể lựa chọn, và toàn bộ những cái phiên bản này thì đều được mạ vàng 23 carat. Vô cùng là tuyệt vời. Và khi mà các anh chị mua Sinoet tại Belo thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi rất là tốt, và mức giá niêm yết cho sản phẩm 5537IC7521 của Sinoet có mức giá niêm yết chính thức ở trên toàn quốc là 14.999.000. Đây là mức giá niêm yết chính thức ở trên toàn quốc, đi kèm với cả tem vàng chống giả được đăng ký với cả Bộ Công an để giúp cho anh chị yên tâm. Đây không những là sản phẩm chính hãng mà nó còn là sản phẩm phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Nó sẽ đem đến cho anh chị những cái sự hỗ trợ chính thức từ phía nhà phân phối cũng như là hãng Sinoet tại Việt Nam. Khi mà anh chị sử dụng những cái sản phẩm Sinoet này, do là chúng ta sẽ sử dụng nó để làm kính thuốc này, kính cận, kính viễn, hay là kính loạn thị, hay là kính đa tròng. Khi mà sử dụng những kính thuốc như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong một thời gian rất là dài. Do đó thì một loạt những cái vấn đề nó có thể phát sinh trong quá trình sử dụng của chúng ta. Ví dụ như là những cái ve kính này dùng lâu thì nó có thể bị bẩn này, nó bị mờ đi, và nó có thể bị tuột ra. Anh chị có thể rơi mất những cái phần ve này, thì đều có những cái phụ kiện chính hãng của Sinoet để Belo có thể thay cho anh chị. Hoặc là trong quá trình sử dụng thì có rất là nhiều các anh không để ý, và chúng ta chẳng may chúng ta ngồi lên làm gãy mất những cái phần càng hay là phần gối kính này. Đây là phần gối kính này, đây là phần càng kính này, và đây là phần cầu kính, và đây là phần ve kính. Thì tất cả những cái linh kiện như vậy thì đều được hãng Sinoet cung cấp riêng lẻ để có thể nhanh chóng hồi phục lại cái phiên bản Sinoet của anh chị. Và chỉ có những đại lý chính thức chính hãng tại Việt Nam thì mới có thể cung cấp những cái dịch vụ cho anh chị như vậy. Và Belo tự hào là đối tác chính thức của Sinoet tại Việt Nam suốt từ năm 2009 đến bây giờ rồi. Và khi mà các anh chị mua sắm những sản phẩm Sinoet tại Belo thì các anh chị sẽ còn có rất là nhiều những cái sự lựa chọn về tròng kính. Chắc chắn rồi, chúng ta không chỉ mua một cái gọng kính này mà chúng ta sẽ cần phải lắp thêm những cái tròng kính vào đây. Đây là những cái tròng kính mắt lót hay là mắt mẫu của Sinoet. Chúng ta sẽ chỉ lấy cái kiểu dáng của mắt mẫu này thôi. Còn tùy vào theo số độ của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn các cái thương hiệu tròng kính như là Essilor, tròng kính số 1 của Pháp này, Hoya, tròng kính của Nhật Bản này, hay là Rodenstock, trong kính của Đức này. Thì tất cả đều là những sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, và Belo đều là đối tác của những cái thương hiệu trong kính này để có thể phục vụ sẵn sàng được cho các anh chị. Chúng ta có thể lắp trong kính đa tròng và gọng này này, chúng ta có thể lắp mắt viễn thị này, loạn thị này, hay cận thị đều được, và Belo sẽ đều có sẵn những cái tròng đó để có thể phục vụ cho các anh chị. Và các anh chị có thể đến trực tiếp Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng ta trực tiếp trải nghiệm sản phẩm kính gọng kính Sinoet cũng như là trải nghiệm các cái dịch vụ rất là tuyệt vời tại Belo, như là đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống máy đo tự động và vô cùng hiện đại mà Belo đã đầu tư. Chúng ta còn được mài lắp kính lấy ngay
ngay chỉ sau 20 phút cũng với hệ thống máy mài tự động và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng tròng kính chính hãng với đầy đủ bao bì cũng như là những cái chế độ bảo hành dành riêng cho tròng kính. Và khi mà các anh chị mua gọng kính cũng như là tròng kính tại Belo thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được đầy đủ tất cả những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và nhà phân phối. Chúng ta sẽ có thẻ bảo hành cho gọng kính, chúng ta sẽ có thẻ bảo hành cho cả những cái phần tròng kính như thế này để giúp cho các anh chị nhận được đầy đủ những cái sự hỗ trợ từ phía chính hãng. Chúng ta sẽ nên sử dụng những sản phẩm chính hãng để đảm bảo cho chúng ta một cái chất lượng cũng như là giúp cho bảo vệ mắt của chúng ta một cách đúng cách và an toàn nhất. Đặc biệt là chúng ta là những người bị cận thị, viễn thị hay là chúng ta đã bị lão thị thì chúng ta nên sử dụng những cái tròng kính chính hãng. Giá nó sẽ trải dài từ mức giá rất hợp lý là 600-700 nghìn cho đến 10 triệu, 15 triệu tùy vào nhu cầu của chúng ta và cái khả năng chi trả của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm chính hãng để đạt được chất lượng cao nhất, và Belo sẵn sàng phục vụ cho anh chị tất cả những cái nhu cầu như vậy. Vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị trong video clip ngày hôm nay. Rất mong qua video clip này thì các anh chị đã có những cái hình ảnh rất là trực quan về những cái phiên bản Sinoed chính hãng, gọng kính chính hãng được mạ vàng 23 carat trên lõi titanium và siêu nhẹ, được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam tại Belo Lê Thái Tổ. Và Belo rất là mong gặp được trực tiếp các anh chị tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Địa chỉ là đại lý chính thức của các cái thương hiệu về kính mắt số 1 trên thị trường hiện nay như là kính râm Ray-Ban, kính gọng Sinoed, kính gọng Cartier, Cartier và những cái thương hiệu tròng kính như là Hoya, Essilor, Rodenstock, KJ. Rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị và rất mong sớm được gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Và bây giờ thì Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.